Chào mừng quý vị đến với chương trình Không Thể Không Đẹp. Nhắc đến ái tình thì tôi luôn luôn thấy một cái câu chuyện dài, rắc rối, phức tạp và nhiều những cái giai thoại mà khó giải quyết. Tất nhiên là không có chỉ có phụ nữ quan tâm mà đàn ông cũng quan tâm. Tôi không biết là các cô làm như thế nào, nhưng mà ngay cả đàn ông thì việc quen biết một cô gái, giữ gìn mối quan hệ đều cần phải có chiến thuật. Tại vì vốn dĩ các anh sẽ chỉ đến với những người phụ nữ khiến các anh phải quan tâm, những người phụ nữ khiến các anh phải suy nghĩ. Và đáng tiếc thay, không ít cô gái mà tôi biết ấy, thì họ vẫn quan niệm về tình yêu rất đơn giản. Họ đang chắc là một khi người ta thích nhau đó đã là một mối quan hệ, và họ đang chắc rằng mọi mối quan hệ tốt đẹp đều dẫn đến hôn nhân. Nhưng mà thật sự ra con đường không bao giờ cũng chỉ trải hoa hồng. Và đó là câu chuyện của nhân vật ngày hôm nay của chương trình Không Thể Không Đẹp. Tìm đến với Không Thể Không Đẹp kỳ này là cô gái trẻ Hà Xuân, giáo viên một trường tiểu học quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Hà Xuân hội đủ những tố chất của một cô giáo trẻ thân thiện, hoạt bát và tự tin. Thế nhưng, trên con đường đi tìm một nửa thế giới còn lại, Xuân luôn gặp trắc trở, dù cô đã trải qua không ít lần hẹn hò. Những mối quan hệ, những cuộc tình, dù lâu dài hay ngắn ngủi, đều đi đến những kết thúc mà Xuân không hề mong muốn. Vậy, đâu là nguyên nhân của những cuộc chia tay? Hà Xuân tên nghe rất là vui tươi, có một cái gì đó rất là đầy nữ tính. Em 27 tuổi và trải qua nhiều mối tình. Có thể nói là đã từng là hot girl, cho nên chuyện đó cũng không có lạ. Em kể về những cái mối tình đấy như thế nào? Thường thì mấy người đó đi cua em. Sau này khi mà em bắt đầu đi làm rồi thì hình như qua thời hot girl. Hình như qua thời hot girl thì bắt đầu hai người đi kiếm tìm nhau. Và bây giờ em đang ở trong tình trạng đi kiếm người đó. Em cho rằng là những chàng trai ngày xưa họ đã tìm đến với em vì cái gì? Em nghĩ là mình khá xinh, khá là kỳ. Lắm lúc thì thông minh quá, lắm lúc thì sao hơi ngốc. Rồi cũng thuộc dạng hiểu biết. Họ dễ làm bạn với em. Và vì sao họ thích hả? Chắc phải hỏi họ quá. Và nếu là những mối quan hệ thì nó có sâu nặng hay mà nó kéo dài thường là trong bao lâu? Nếu như thực sự họ trở thành bạn trai của em thì cũng được khoảng 6 tháng đổ lên. Em thường là rung động với một chàng trai như thế nào? Em thích người cao, chơi thể thao, thích người có học, đại loại là người hiểu biết. Thế thì bao giờ em phát hiện ra là mình không còn là một hot girl nữa? Em nghĩ chắc là năm 2 đại học. Khi mà em có một cái anh bạn trai đó hơn em 4 tuổi, tự nhiên không thấy không ai. Có nhiều người tới nữa. Không thấy ai cua mình nữa. Ủa tại sao vậy? Bao nhiêu lần em thấy thích một ai đó nhưng mà người ta lại không thích lại? Dạ khoảng 3 lần. Còn và 3 trong lần. Đó có 2 lần khiến em tham gia cái chương trình này. Em kể cho nghe đi. Lần đầu là cùng với một anh đạo diễn người Mỹ. Lúc đó thì em làm thông dịch thì em cũng thích ảnh và ảnh cũng thích em. Và em không nghĩ một người mà có thể đóng kịch hay nói xạo mình liên tục trong vòng một tháng. Và người ta chỉ tách ra khỏi mình khi người ta đi ngủ, đi tắm và đi toilet. Em thích ảnh và anh thích em như thế nào? Hai người có hẹn hò không? Có đi ra ngoài chơi? Ngoại trừ công việc, ngoại trừ thời gian mà đi công việc thì những lúc ảnh đi ra ngoài, đại đa số là dẫn theo em. Với tư cách là một người bạn, và em cảm giác cái mối quan hệ đó nó đang bắt đầu là một mối quan hệ bạn trai bạn gái. Dạ. Em muốn nó như vậy. Em đã muốn nó như vậy. Nhưng mà bạn em thì lại không muốn nó như vậy. Sau này thì em phát hiện ra là tại cái thời điểm đó thì ảnh có ấn tượng rất là xấu về phụ nữ. Ảnh đã cưới vợ một lần. Và vợ ảnh khi mà ly dị á thì để lại cho anh một đống nợ nần, mang hết tài sản và cả về vật chất và cả tinh thần của anh đi nữa. Theo lời anh nói thì em quá ngọt ngào và anh không muốn làm tổn thương một cái người như vậy. Em đã tỏ tình. Em đã nói là em thích anh. Nhưng mà bằng cách nào thì giờ em quên rồi. Cũng hơi lâu rồi. Và câu trả lời của anh là tại vì em quá ngọt ngào, quá dễ thương nên anh không muốn làm tổn thương em. Em nghĩ thế nào về câu trả lời đó?
lúc đó em nghĩ vấn đề không phải là tại mình, vấn đề là tại bên kia chưa sẵn sàng nên mình họ kêu mình xích ra đi. Thì lần đầu tiên em đã xích ra, bây giờ mới gần đây em lại bị giống như vậy nữa. Cũng là một anh người Mỹ khác. Còn câu chuyện thứ ba là như thế nào nhỉ? Câu chuyện thứ ba thì mới xảy ra gần đây thôi, cũng là một người Mỹ. Em thì có một cái kỳ nghỉ ở trường khoảng 10 ngày rảnh rỗi trước khi đi lên đường ra Hà Nội, cũng nghĩ là mình nên tìm một người nào đó để đi chơi. Em lên mạng, mục đích của em là để tìm người đi chơi trong cái 10 ngày rảnh rỗi đó, chứ không phải là để tìm bạn trai trong một cái thông qua internet. Rồi em gửi email cho anh là thứ sáu, thứ bảy thì anh nhắn tin cho em, em mới lên mạng để xem lại ủa cái người này là người nào. Xem lại thì thấy chính là cái anh chàng này, rất là chảnh chọe. Họ viết trên đó là looking for an extremely talented English speaking wife or girlfriend to live with. Người Việt Nam nói tiếng Anh được là đã tốt rồi. Anh sang Việt Nam không học tiếng Việt Nam thì thôi, để bắt người ta phải nói tiếng Anh, phải thật là giỏi để nói chuyện với anh. Cho nên đã kích thích và cuối cùng thì em đã gặp anh ấy. Em đã gặp, đó là thứ bảy. Từ chủ nhật đến cái ngày mà em đi Hà Nội, ngày nào bọn em cũng gặp nhau hết. Và ngày nào cũng dính với nhau hết. Ngày nào cũng hẹn hò, đi chơi cùng với nhau. Sau chuyến đi Hà Nội thì em trở về và anh mất tiêu. Tại sao lại không nghe điện thoại em cũng không biết, tại sao không trả lời tin nhắn cũng không biết. Em có mơ hồ nhận ra là tại sao anh ấy ngừng liên lạc với em không? Lúc đó thì em không nhận ra, là em bắt đầu đi tìm, đi đến những cái chỗ mà em và anh thường hay đi. Tại vì lúc nào ở trong đầu em cũng nghĩ đến cái người đó, cũng nghĩ đến cái mối quan hệ đó. Tại sao họ mất tích một cách vô lý vậy? Rồi em có hình dung ra là khi em gặp anh ấy thì em sẽ làm gì không? Dạ có. Em sẽ làm gì? Tất nhiên em muốn hỏi tại sao anh mất tích vậy? Anh có bị vấn đề gì không? Có xảy ra chuyện gì không? Hay là em có vô tình gây ra một cái trở ngại gì không? Mà cũng không có câu trả lời thỏa đáng. Dạ. Cái cuộc gặp gần đây nhất á, thì em đã phát hiện ra là anh thay đổi ý định rồi, không muốn có bạn gái nữa. Thế em mới hỏi, ủa tại sao kỳ vậy? Anh đến với em bởi vì là anh muốn có bạn gái, anh ghi rõ ràng trên đó như vậy. Và hai đứa mình gặp nhau như vậy, thì em cũng đi gặp anh vì em muốn có bạn trai. Anh không muốn có bạn gái nữa bởi vì là anh không tin ai hết, kể cả là em, anh chỉ tin vào bản thân anh thôi. Và rõ ràng là nếu mà nghe như vậy thì lại một lần nữa là người đàn ông có vấn đề. Dạ, lại gặp một người đàn ông khác đang bị tổn thương, đang có vấn đề. Và họ không có sẵn sàng để đến với mình. Từ đầu câu chuyện cho đến giờ, em không có khả năng nhìn vấn đề của mình ở cái góc độ khắc nghiệt hơn với bản thân một tí xíu. Nhưng khác với bản thân một tí xíu là em không nhìn thấy vấn đề đến từ bản thân mình. Em là cô gái rất là ngọt ngào. Và đúng, em không làm gì sai cả. Và đó chính là vấn đề của em có tin không? Có thể. Trong cách lý giải của người ngoài cuộc, họ sáng suốt hơn em. Thì em có thật sự ngồi suy nghĩ là vì sao anh ta phải nói như vậy? Và mình đã làm cái gì sai? Nếu mà lật ngược trở lại quá khứ thì em cũng nghĩ cách ra cách nào tốt hơn để làm vậy. Em đến với Không Thể Không Đẹp, em muốn chương trình giúp em điều gì? Em nghĩ là em cần phải tìm cách để mà lựa chọn đúng cái người phù hợp với mình và giữ cái người đó ở kế bên mình cho đến lúc mà mình thay đổi ý định. Thật sự những cuộc tình trong quá khứ của em khi mà chúng ta kể lại giống như chúng ta khép lại một thời học trò vậy đó. Và bây giờ thì chào mừng em đến thế giới của đàn ông và đàn bà. Và hệ tư duy ở đây làm việc rất khác. Em sẽ coi nó hiệu quả cỡ nào. Em sẽ không được phép ngồi đó và coi được. Tại vì em sẽ phải lăn xả. Em sẽ đi qua một cuộc lột xác. Và em sẽ nghe những lời nói rất thẳng. Ở đây chúng tôi không thoái thác. Ở đây chúng tôi nói đúng, em rất ngọt ngào nhưng bấy nhiêu chưa đủ. Chưa đủ để làm cho em hạnh phúc. Nhá, em sẽ không ngồi đó để coi đâu. Em sẽ thật sự đứng lên cùng nhau làm lột xác. Và đó là nhu cầu, người ta gọi là mưu cầu hạnh phúc. Cái quyền và cái kỹ năng cần có của mỗi cô gái. Thì thông qua cái quá trình trao đổi và làm việc với thân chủ thì tôi đã nhìn nhận được một số điểm. Thứ nhất, thân chủ tự cảm thấy rằng mình nhận biết rất rõ về bản thân mình, nhưng mà điều này có vẻ như là chưa toàn diện lắm. Nãy giờ chị với em trao đổi thì em thấy cái
chủ đề của mình đi nó cũng rộng đúng không? Mình đề cập hết chủ đề này tới chủ đề khác và đôi khi còn làm tới những cái test mà hiện nay chưa có được giải thích rõ. Nhưng mà tất cả những điều đó chẳng qua để nhằm để trả lời một câu hỏi thôi. Thực chất em là ai vậy? Em là ai trong những miêu tả của em với người khác? Em là ai trong cái nhìn của chị đối với em? Và có những cái mong ước hay là những cái suy nghĩ nó có thể kín đáo của em không nói ra một cách trực tiếp, hoặc là có khi là em đã nuốt nó vào lòng lâu quá rồi cho nên bây giờ hỏi đến em không nói ra được nữa, thì nó mới vô tình bộc lộ được qua những cái test nhỏ nhỏ thôi. Thiệt ra là bình thường em không quan tâm lắm người ta nghĩ em là ai, kệ họ, nhưng sao em vẫn thấy vui vẻ là được, chứ còn họ nghĩ em sao thì em không quan tâm lắm. Em không có em không rảnh đi theo dư luận. Thì bằng vào phát biểu này chúng ta có thể nhận thấy là thân chủ đã tự cắt đứt bản thân mình khỏi một cái nguồn phản hồi quan trọng từ môi trường. Mỗi khi mà cô ấy sống tương tác với môi trường, được môi trường phản hồi, nếu như cô nhận những cái phản hồi đó là nghiêm túc, là cần phải chú ý, thì lúc đó cái thái độ mình phản ứng lại, mình điều chỉnh bản thân cho hợp với tình thế nó sẽ được tốt hơn nhiều. Còn hiện nay, điều này đối với thân chủ hơi bị thiếu. Vì vậy trong chương trình thì chúng tôi sẽ thu xếp có một buổi để thân chủ có dịp để gặp gỡ với những người đàn ông thật sự khách quan, để mà có thể quan sát, có thể trao đổi và từ đó đưa ra những cái nhìn rất là trung thực. Cô ấy là một người như thế nào trong vai trò là một người phụ nữ? Phái nam nhận xét về cô ra sao? Cô ấy có những điểm mạnh, điểm yếu gì? Thì chính những cái nhận xét trung thực này mới khiến cho thân chủ có được cái nhìn toàn diện nhất về bản thân mình. Chị Yên có đề nghị em là đến một cái buổi gặp gỡ mấy người đàn ông lạ, những người mà rất là khách quan sẽ nhận xét về em như thế nào, thì em nghĩ là đó là một ý hay chứ, mình sẽ tham gia. Một buổi hẹn nhóm đã được sắp xếp tại một quán cà phê với sự hỗ trợ của chị Ngọc Thư đến từ B-Tour, công ty chuyên tổ chức những hoạt động cho những người độc thân. Buổi hẹn bao gồm 3 nam, 3 nữ, trong đó có Hà Xuân. Các ứng cử viên được lựa chọn tham gia cuộc hẹn có những tính cách và sở thích khác nhau. Dưới sự dẫn dắt của chị Thư, một số tình huống được đưa ra với mục đích giúp cho các ứng cử viên bộc lộ cá tính của mình. Hà Xuân đã thể hiện mình như thế nào để thu hút 3 chàng trai? Và dựa vào tín hiệu của họ, ai là người đàn ông mà Hà Xuân nghĩ rằng anh ấy thích cô nhất so với 2 người bạn nữ còn lại? Tiêu chuẩn người đàn ông của mình thì cũng rất là đơn giản, tại mình nghĩ mình là người truyền thống cho nên mình chỉ muốn tìm một người đàn ông có thể làm chỗ dựa cho mình thôi. Em cũng thích một cái kiểu như vậy, em cũng thích một kiểu người độc lập, có thể tự sống được. Bản thân em cũng là người tự sống được, thì bạn em hoặc là chồng em sau này cũng là một người nên tự sống được. Lỡ khi em thất nghiệp sao anh nuôi, phải nuôi em chứ. Trong trường hợp đó họ nên là người tự lập, thật là tuyệt vời nếu mà họ hợp với mình. Hợp thế nào rồi? Về mặt ngoại hình ha, em thích người cao, chơi thể thao, có công việc, hiểu chuyện, biết lắng nghe. Em phải lúc nào mầm ngồi xuống nghe nói cái đã. Em thích những người hài hước, vui vẻ. Anh được điểm cộng. Nãy giờ anh cộng được mấy điểm rồi, em mới cộng nhưng có 1 điểm thôi. Thì thực ra cái tiêu chuẩn của một người đàn ông mà để cho mình có thể mình dựa dẫm vào cuộc đời sau này của mình và đi đến hết cuộc đời của mình, thì em nghĩ nó cũng không có, nó không có khó. Nó không có, không phải là đưa ra một cái yêu cầu quá cao là anh phải có nhà lầu xe hơi, hay là anh phải là một đại gia, hoặc là anh phải là một gốc cây cổ thụ thật là to để cho có nhiều người dựa dẫm. Em chỉ cần một người đàn ông là thật sự cái người đó họ phải có được một cái tấm lòng. Thì nói chuyện cũng hài, cũng thông minh. Anh Đạt ở giữa là thuộc tiếp nam cổ điển. Còn bạn Hoàng thì là bạn hiện đại. Em đã gây ấn tượng rất là tốt cho tất cả ba người vậy. Em nghĩ là anh Quốc Đạt là có thể là thích em nhiều nhất trong ba anh. Tại vì anh Quốc Đạt là kiểu người đàn ông truyền thống. Họ thích những người hay làm nghề cô giáo kiểu như em. Em nghĩ là em đã thu hút được ảnh. Sau buổi hẹn, từng ứng cử viên nam cũng sẽ đánh giá mức độ hài lòng của họ về ba cô gái. Thế nhưng kết quả như thế nào hãy còn là bí mật. Chào em.
À, lần trước đến nay mình gặp nhau cũng một thời gian rồi ha. Thì cuối buổi lần trước chị có giới thiệu với em á, là có lẽ mình tham gia một buổi dating. Thì trong cái dịp đó mình sẽ được cảm nhận rõ ràng hơn cái cảm giác của người xung quanh về mình như thế nào. Dạ, yeah, em trải qua buổi đó rồi nhưng mà kết quả của buổi đó vẫn còn là bí mật. À, thì mình cũng dần dần đi tới cái đến lúc mà gỡ nút của mọi sự rồi đó. Thì nhân dịp đó hôm nay chị muốn mời sự có mặt của anh Trần Hữu Đức cùng ngồi nói chuyện và thảo luận với mình. Thì anh Đức sẽ có vai trò rất quan trọng trong chuyện là đưa cho mình cái chiến lược gỡ rối. Thì hôm nay mình có thể cùng ngồi nói chuyện với anh Đức, em đồng ý không? Dạ, yeah, tức là có người chỉ chiêu tới rồi. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ mình mời anh Đức vào ha. Dạ. Yeah. Ừ. Yeah. Anh Đức ơi. Dạ, chào anh. Chào. Bây giờ mình đã có mặt ba người rồi, thì em có thể kể cho chị và anh Đức nghe cái kết quả của buổi hẹn hò hôm nọ như thế nào, cảm nghĩ của em sau khi tham dự buổi đó. Hôm đó em đến em gặp mọi người, em nghĩ chắc là chỉ gặp nói chuyện vui bình thường thôi. Xong rồi nói chuyện xong em thấy mình may mắn khi mà tham gia cái cuộc nói chuyện đó, mọi người ai cũng bày tỏ quan điểm mình hết sức là thẳng thắn. Thì qua buổi đó cái cảm nghĩ của em khi về là như thế nào? Đối với mấy anh nam thì em vẫn giữ quan điểm cũ, họ không phải là thuộc loại đàn ông mà mình thích. Tức là trong ba người đó em chưa có chọn được đối tượng của mình đúng không? Đó, dạ đúng rồi, họ không phải là... Thì em có cảm giác là người nào có ấn tượng đặc biệt với em hơn một chút không? Là anh Quốc Đạt vậy. Anh Quốc Đạt à, thì thật ra cái kết quả của cái buổi đó đã có rồi. Và bây giờ em có muốn khám phá cái sự thật không? Dạ có. Vậy thì giờ mình cùng coi một đoạn video clip phỏng vấn lại ba anh bạn trai hôm đó ha. Cả ba bạn đều để lại cho tôi đều những cái ấn tượng khác biệt. Bạn Hân dịu dàng, trầm lắng. Còn bạn Xuân thì ngược lại một hình ảnh của bạn Hân, một người của sự tự nhiên, thoải mái và cởi mở, khoáng đạt nữa. Còn bạn Trinh, một cô gái khá sâu sắc, từ tốn. Mà nếu tôi được chọn một thì tôi sẽ thích mẫu người của bạn Xuân. Bạn Xuân là một người tự nhiên, cởi mở, hào sảng. Tôi nghĩ là như vậy. Thì giả sử nếu như mà có ba cô gái được lựa chọn thì em sẽ chọn Xuân, phóng khoáng, tự do, như vậy sẽ dễ chịu. Qua cuộc chia sẻ thì mình nhìn thấy là mình có một ấn tượng và đôi khi có những cái cảm xúc phù hợp với bạn Trinh, vì nó tương đối giống với cái những cái gì mà mình suy nghĩ, mình mong muốn. Vì mình sống là một tương đối nội tâm và mình cần một người tương đối cởi mở hơn và tâm lý một chút, và mình thấy là bạn Trinh điều đó. Xuân thì rất là cởi mở, rất là tự nhiên, và với một người như mình thì đôi khi trong cuộc sống có thể có những lúc mà mình hai sự nó không đồng điệu nhau lắm, và mình sẽ cảm, chắc chắn mình sẽ cảm thấy khó chịu đôi vì những cái chi tiết đó. Vậy thì sau khi coi phim á, chị muốn xem nghe cái cảm nhận của em. Hồi nãy theo như mà em phát biểu á, thì em có cảm nhận là anh Quốc Đạt có cảm tình đặc biệt với em hơn hai người kia. Cảm giác thật của anh Đạt là gì? Em đã được biết chưa? Cảm giác thật. Thật sự anh Đạt có ấn tượng với em hơn hai người con gái còn lại hay không? Trên thực tế, điều đó không phải sự thật. Mình gặp gỡ ba người đàn ông trong một buổi và có cơ hội để trò chuyện, nói chuyện rất sâu về chuyện tình cảm. Thì nhờ đó quan niệm của hai bên được trình bày rõ ràng. Mình có cảm nhận là hợp hay không hợp là tất cả mọi người đã biết, đúng không em? Thì sau buổi đó, hai người bạn, bạn Hoàng và anh Đạt kia thì đều có cảm tình với em và nói rằng nếu như giả sử tôi chọn một cô gái để tiến tới sẽ là chọn Xuân. Chỉ riêng người mà em nghĩ rằng có cảm tình đặc biệt với em thì lại phát biểu ngược lại. Em cảm nhận gì trước cái tin này? Lúc nãy em xem cái đó em cũng có nhớ là mình có cảm thấy là khả năng, kỹ năng hay khả năng em cũng không biết gọi là gì đúng, đọc tín hiệu của người khác đối với mình, mà nhất là của người nam đối với mình còn kém quá. Lần này nó là như vậy. Và em có nghĩ là có thể những lần trước trong những cái mối quan hệ đã qua của em, đây cũng có thể là một lý do. Dạ, cũng có thể đó. Có thể mình đã đọc sai tín hiệu, đúng không em?
Thì sau khi nghiên cứu kiểu người của em thông qua bản trắc nghiệm đó, thì các nét đại cương là đã được gửi tới em đã được nghiên cứu kỹ rồi. Thì chị ở đây chị muốn nhắc lại một điểm thôi. Với mỗi kiểu người, mình không nói là kiểu người nào là tốt hơn kiểu người nào hết á. Không có kiểu người nào là tối ưu lý tưởng. Nhưng mà ai thì cũng sẽ có những điểm mạnh và những điểm yếu của mình. Thì biết điểm yếu của mình là chuyện rất quan trọng. Thì điểm yếu của kiểu người của em á, là cái trực giác của mình. Mình có trực giác đó, nhưng mà trực giác của mình khi mà hướng ra bên ngoài để cảm nhận những điều mà người ta không nói ra thành lời, thì trực giác của em về bên ngoài rất yếu. Thì chính vì vậy nó dẫn đến những cái hiểu lầm. Có thể là hiểu lầm này chồng theo hiểu lầm khác. Và cái cuộc tình cảm của em nó không được diễn tiến thuận lợi như mong muốn. Ngoài ra em còn có một điểm yếu khác nữa. Đó là khi mà mình cảm nhận về chính bản thân mình á, em áp dụng logic lên thế giới bên ngoài rất tốt. Nhưng mà khi phân tích chính bản thân mình thì em chỉ thấy phần cảm xúc thôi. Em thấy là em vui, em buồn, em thích, em không thích. Nhưng mà chính xác mình là ai, phân tích mình rõ như phân tích ngoại cảnh thì em làm không được. Mình có thể ví cái cuộc mà giống như đi tìm một người bạn hợp ý với mình và cùng kết thành mối quan hệ vững bền á, nó giống như một cuộc chinh phục đi ha. Và bây giờ là đến lúc mình tấn công để mà điều chỉnh những cái điểm yếu đó nhằm vạch ra cái chiến lược thích hợp sao cho những mối quan hệ sau này của em dựa trên những phán đoán chính xác hơn, mà mình sẽ có chiến lược hiệu quả, coi như là đánh là thắng. Em đồng ý không? Em cũng mong vậy. Mong là nó sẽ hiệu quả. Thì công việc nghiêm trọng, trọng trách này dành cho anh Đức. Em có biết tại sao mình lại đọc trọc như vậy? Thì em chỉ cảm thấy là chắc anh đó thích mình. Em đoán. Thì cái đó gọi là giống như chỗ chị Yên nói, cái đó là cái linh cảm của mình. Khi mà có bằng chứng á thì em đoán rất chuẩn. Nhưng khi thiếu bằng chứng cụ thể á thì em, tuy nhiên trong sâu thẳm của em á, em không thấy mình thiếu bằng chứng. Em không cảm nhận rằng là tôi cần phải có thêm bằng chứng. Tại vì em có khuynh hướng rất là cả quyết. Em quyết rất là nhanh. Khi chưa đủ thông tin cũng quyết luôn. Và chính cái đó hay làm cho em sai, để mình thiếu cơ sở. Chốt lại hai cái nguyên nhân chính, xưa nay nó đã làm những cái mối quan hệ của em, và em nói là bao nhiêu? Bao nhiêu cái mối quan hệ xưa nay rồi? Dạ, 7. 7, ok. Còn những cái quan hệ chưa có sâu sắc lắm thì tổng cộng hình như là 15 nữa. Dạ, là... cũng nhiều lắm rồi. Ok, yeah. Nó chưa đến cái kết cục như em mong đợi. Dạ. Thì khi đến với chương trình thì chương trình sẽ giúp em có thêm sự lựa chọn. Xưa nay em đi con đường cũ, nó đến kết quả cũ. Và nếu như em mong muốn một cái kết quả tốt hơn thì chắc chắn sẽ phải đi con đường mới. Yeah. Okay. Và khi nói tới con đường mới là ta đang nói là một cái phương pháp, một cái chiến lược mới mà xưa nay ta không đi. Sẽ có những lúc em phản đối trong sâu thẳm của mình á, thì cứ tiếp tục cộng tác với anh. Ngoan chút đi. Đúng rồi. Hoặc những cái lúc đó em cứ nói với anh là hình như anh Đức ơi, cái này không ổn, hoặc cái này em không đồng ý, cứ nói cho anh biết liền cái khúc đó. Bằng cách đó tôi được quyền hy vọng một kết quả mới. Mình nói tới mới thôi ha, chưa nói tốt hơn ha. Em đã sẵn sàng đi trên con đường mới chưa? Dạ, sẵn sàng. Và em thấy háo hức nữa. Ok. Nhưng khi được nói chuyện, trao đổi kỹ hơn và nghiên cứu kỹ hơn về trường hợp của thân chủ của tôi thì phát hiện ra một điều nữa sâu sắc hơn. Đó là thân chủ của tôi trong cái quá trình lớn lên thì không có được một cái người cha một cách trọn vẹn cái ý nghĩa trong cái giai đoạn tuổi thơ cho đến khi trưởng thành của cô ấy. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà nơi đó có một giai đoạn là em không có được một người cha. Dạ, giai đoạn nó dài, thăng lòn. Ok. Bắt đầu từ khi em bao nhiêu tuổi? Khi em sinh ra là đã vậy rồi. Đến lúc em học cấp 2 thì ba em có chuyển về Ba Son làm. Thì lúc đó theo em nhớ rất là rõ là sáng chở con đi học, mua đồ ăn sáng. Xong rồi bây giờ cũng còn, ba em cũng thích ăn cái món mà em thích nữa. Rồi cái chiều về ghé vô chợ thì nghe mua trái cây cho con, xong mới đến trường đón con về. Đó là lúc cấp 2. Yeah.
Và chỉ có một giai đoạn đó thôi, rồi sau đó lại vắng bóng ba cho tới bây giờ. Rồi. Thì chính cái điều này làm cho cái động cơ khi đi tìm một cái người bạn trai, một cái ý trung nhân á, nó không đơn giản là những cái câu chuyện của lý trí nữa, mà ở trong tiềm thức của cô này có một cái bức bách rất là rõ nét là cô ấy cần phải có một người đàn ông để lắp vào cái lỗ trống. Chính cái động cơ thôi thúc từ trong tiềm thức này làm cho thân chủ của tôi rất là bối rối. Tức là thân chủ của tôi đứng trước những cái đợt sóng ngầm ở bên trong bản thân của mình rất là lạ. Là một mặt là mình sẽ có khuynh hướng sẽ tự hỏi là tôi có vồ vập quá không? Tôi có dễ dãi với đàn ông quá hay không? Hoặc là một mặt cô lại nói rằng là tôi có quá lý trí hay không? Tôi có quá phán xét về cái người bạn trai của tôi quá hay không? Và khi đi kỹ hơn thì về góc độ chuyên môn, tôi thấy ở trong thân chủ của tôi có một cái điểm mâu thuẫn rất là đặc biệt như thế này. Cái đối tượng mà làm cho thân chủ của tôi để ý tới lại chính là đối tượng mà thân chủ của tôi sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn để đón nhận là một người chồng của mình sau này, là người cha của những đứa con của mình. Bởi vì thân chủ của tôi có khuynh hướng là chọn những cái người bạn mà nó phải khác người, phải lạ, mạnh mẽ, có một phần nào đó hoang dã. Kiểm soát cao hơn, bởi vì lõi của cái sự kiểm soát đó là ta có sự lựa chọn. Trong mọi tình huống ta đều có giải pháp, trong mọi tình huống ta vẫn an nhiên tự tại với chính ta. Cái thứ nhì đó là giúp cho thân chủ của tôi chấp nhận bản thân. Trong sâu thẳm thân chủ của tôi có một cái mặc cảm là mình thiếu cái này, mình khuyết cái kia, mình không được như vậy. Hoặc cái mặc cảm sâu nhất đó là mình lớn lên trong một cái gia đình không được cân bằng, không được cân đối. Cái đó là mặc cảm về tiềm thức. Nhận ra được cái mặc cảm đó thì tôi giúp thân chủ của tôi chấp nhận bản thân của mình như cô ấy đang là ở cái mức độ sâu nhất ha. Vì khi thân chủ của tôi chấp nhận như cô ấy đang là thì cô ấy cũng sẽ đón nhận cái người bạn trai sau này á như anh ấy đang là, và đó là cái nền tảng để hai bên đến được cái hạnh phúc đích thực cho nhau. Cái thông điệp thứ ba mà tôi cũng đã gửi được rất là tốt cho thân chủ của tôi đó là hiểu bản thân của mình hơn, hiểu được quy luật ra lựa chọn của mình, quy luật phán xét của mình, hiểu được là khi mình mong đợi sẽ như thế nào, khi không mong đợi thì nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ sáng suốt ra làm sao. Thì đó là ba cái thông điệp mà tôi vừa mới giúp được cho thân chủ của tôi. Thường những lần trước đây là Xuân, nếu Xuân cảm thấy thích thì Xuân thường đi theo, thường để cảm xúc của mình nó điều khiển. Nhưng mà lần này sau khi tham gia chương trình này cùng với cái và có được cái phương pháp mà anh Đức đã trao cho, thì Xuân nghĩ là mình sẽ thiết lập những cái mối quan hệ và có chọn lọc hơn, chứ không phải đơn thuần là theo cảm xúc nữa. Sau cái lần gặp nhau này thì nếu như chúng ta có thể sắp xếp được một lần hẹn hò nữa chẳng hạn, hoặc nếu như không sắp xếp được như vậy thì chính thân chủ của tôi trong những cọ sát, những tương tác cụ thể trong cuộc sống, hoặc với người bạn trai hiện nay của cô ấy, hãy cho cô ấy một tuần, hai tuần đi, rồi sẽ phỏng vấn lại, thì cô ấy lúc đó mới nhận ra được là những cái thay đổi bên trong của mình. Chúng ta thấy là như là hành trình của Xuân khi mà đến với chuyên viên Trần Hữu Đức, thì rõ ràng là vấn đề ở đây là cái sự lựa chọn. Và để làm sao có một cái lựa chọn minh mẫn thì là cái biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi hoàn toàn đồng ý và tôi rất là thích cái từ chiến thuật. Hãy để nhân vật của chúng ta bắt đầu chiến thuật của mình. Và với bất cứ chiến thuật nào, dẫu Xuân có chọn người đàn ông mình yêu thích
hay là người đàn ông cần thiết để cân bằng cuộc sống mình lại, thì họ có một điểm chung, đó là những người đàn ông. Và đàn ông thì thích cái gì nhất anh Trương? Chắc chắn, đẹp. Và để bước vào không phải là một cuộc chiến mới, mà một cuộc tìm kiếm chính bản ngã của mình, trước hết với người phụ nữ vẫn là không thể không đẹp. Xuân sẽ vẫn phải đi qua cái điều mà mỗi người phụ nữ đều phải làm như thiên chức và như quyền lợi của mình, đó là làm đẹp. Xin chào Hà Xuân, anh là Minh Trí, chuyên gia trang điểm của chương trình Không Thể Không Đẹp. Rất hân hạnh là được gặp em ngày hôm nay. Và lúc nãy thì anh vừa nghe mọi người nói là từ sáng tới giờ thì chúng ta có một cái ngày làm việc rất là vất vả. Thì không biết rằng tối nay thì sẽ đến phần nào đây ạ? Đến phần nạp năng lượng anh ạ. Chúng ta sẽ đi ăn. Em đi ăn với một người bạn. Ok, thế thì bữa nay anh sẽ trang điểm cho em nhẹ nhàng. Ok, việc đầu tiên chúng ta sẽ làm là tỉa bớt lông mày cho nó gọn gàng và sáng sủa khuôn mặt hơn. Thành xong phần makeup của mình thì em có cảm thấy hài lòng không? Em thấy anh đã tạo cho em một cái nét mặt mới, lạ. Em thấy thích. Cảm ơn anh. Thấy em thích là anh rất là vui. Và tiếp theo sẽ còn một phần nữa, phần rất quan trọng. Đó là phần làm tóc của chuyên gia làm tóc Tống Mỹ Liên. Em xin mời chị ạ. Xin chào Hà Xuân. Em chào chị. Bây giờ là Minh Trí đã làm cho em trang điểm rồi. Thì để có thể giúp em ngày hôm nay có thể lột xác từ bản thân mình, thì chị sẽ nhận xét em một số điều mà cái đó nó cũng giúp cho tự em sẽ làm em đẹp hơn nữa. Ngoài mái tóc ra, có thể là trước đây đến giờ thì em nghĩ rằng em cũng khá xinh, và em cũng nghĩ rằng cái dáng đẹp của em nó rất là tự tin. Nhưng mà em cũng có thể để cho một số người ngoài nhận xét em một chút xíu, thì cái vẻ đẹp đó nó sẽ được hoàn thiện hơn. Chẳng hạn như bây giờ chị nói ha, ví dụ mắt em nó rất là to, thì em không nên nhìn ai một cách trừng trừng dính sáng. Em phải dịu ánh mắt lại một chút xíu. Và khi mái tóc của em được cắt xong thì chính cái ánh mắt nó dịu dàng, nó giúp cho em trở nên nữ tính hơn, duyên dáng hơn. Và khi em cười cũng vậy, thì em cười em phải cười hơi hé môi thôi, thì chị nghĩ nó sẽ rất là đẹp. Tất cả cái nét đẹp của em nó đều có sẵn hết, nó chỉ có một điều là nó chưa kết hợp nhịp nhàng với nhau, từ ánh mắt chỉ là đôi môi thôi. Thật ra bây giờ ngoài cái chuyện làm đẹp của em ra, chị góp ý một chút xíu để cho sau khi chị hoàn thành mái tóc này thì nhìn em sẽ duyên dáng hẳn lên, và hy vọng tối nay là sẽ có người bất ngờ về cái đẹp của em. Cảm ơn chị. Bây giờ chị sẽ xem mái tóc của em. Dạ. Thì hôm nay em có một buổi tiệc, em có một cái buổi uống cà phê với bạn bè, thì chị sẽ muốn cho em một cái mái tóc nhìn rất là nữ tính và rất là dịu dàng. Trên cái tóc của em thì hiện nay chị sẽ không làm một cái điều gì cả, ngoài chị sẽ cắt cho em một cái mái, và đằng sau chị sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Tại vì em biết tại sao chị phải làm mái cho em không? Vì chị muốn cho ánh mắt của em nó dịu xuống. Tại mắt của em nó đang rất là trừng trừng, thành ra chị muốn nó dịu xuống. Và cái nhìn của người khác đối với em, nhìn nó lắng xuống một chút xíu. Và em, chính bản thân em khi em nhìn vào gương, em cũng sẽ lắng xuống. Em chỉ cần lắng xuống thôi là em rất đẹp. We'll be right back.
Bây giờ em chỉ nhìn vô cho ông kiến và cái mắt em nhìn xuống và em cười thật là duyên dáng. À, em nhìn đi, em nhìn đi. Và em sẽ thấy rằng cái khán giả sẽ thấy em bây giờ sẽ có một nụ cười và ánh mắt thật là duyên dáng. À, với cái mái tóc này á, thì chị nghĩ rằng ai cũng có thể làm được hết và rất là phù hợp với một cô giáo. Ví dụ như em đi học, em đi dạy thì những bé đứa bé nó nhìn thấy em nó cũng rất là thích. Và chị nghĩ như cái tóc này mà những cái người bạn của em, những người bạn trai xích của em cũng sẽ rất là thích. Bởi vì nó nhìn vào đó nó có một cái gì đó vừa đẹp, vừa lịch sự, duyên dáng và rất là trẻ trung. Dạ, cảm ơn chị nha. Em thiệt tình cũng thấy hôm nay mình lạ hơn bình thường rất là nhiều, rất là khác luôn á. Sau khi làm tất cả những cái điều mà cần làm, một người con gái cần làm trước khi đến với một cuộc hẹn, thì em thấy nó có khác gì với những cuộc hẹn khác của em không? Dạ, em thấy cuộc hẹn này em trở nên rất là chỉnh chu. Rất như thế này đối với em là rất là chỉnh chu. Vậy trước khi là khi em đến một cuộc hẹn thì em như thế nào? Em cũng lựa chọn cái bộ quần áo mà em xem hả? Đó phải là bộ em thích hay không? Em có nhìn thấy có xinh, có dễ thương trong bộ đó không? Em chỉ đánh son thôi. Bây giờ em biết là trang điểm thêm một chút thì mình sẽ xinh hơn nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta đến một cuộc hẹn với một người chính là người đàn ông mà em đã đọc sai tín hiệu. Chị làm em mắc cỡ về chuyện đó. Đúng là một chuyện rất là đáng mắc cỡ. Nhưng mà thì sau một lần thất bại, thường một cách đúng là người ta thay đổi cái, thậm chí là chiến thuật và chiến lược trong tình ái của mình. Vậy thì lần này có thể đây là người đàn ông mà em không cho là đối tượng, nhưng rất có thể đây là một người đàn ông sẽ giúp em nhiều nhất trong tất cả 15 người đàn ông trước đây. Và chị muốn lần này, cái cuộc hẹn này, em phải khiến cho anh ta thay đổi được cái cảm xúc, cái rung cảm đó. Người ta sẽ muốn làm bạn với em, nhưng để người ta rung động, mỗi phụ nữ đều có cái khả năng đó. Chị muốn trong cuộc hẹn này em tìm cái khả năng đó trong em, và em tạo ra chưa hẳn là rung động của tình yêu, một mối thiện cảm khá hơn cái mức điểm lần trước mà mình đã có được. Và không phải là mục đích của mình là để quyến rũ anh ấy, mà để thật sự là một người đàn bà cải thiện cái hấp lực của mình, cải thiện cái hấp lực của mình. Và chị biết rằng là em sẽ làm được điều đó. Và không có cái người nữ huấn luyện viên nào có thể dạy em cái sự duyên dáng bằng một người đàn ông dạy em biết rằng là nam giới họ thích điều gì. Khôi hài hay là người ta thích một chút gợi cảm, thì điều đó chị có thể trả lời cho em vậy. Chào mừng em đến với cuộc hẹn kỳ lạ nhất trong 15 cuộc hẹn trước đây. Chúc em một buổi hẹn vui vẻ. Rất cảm ơn chị. Sau cái cuộc nói chuyện với mọi người á, em về em cũng có suy nghĩ nhiều lắm. Nghĩ đi nghĩ lại không biết cái gì đã khiến cho em nghĩ là anh thích em nhất trong ba người đó. Không, thực sự ban đầu lúc mà gặp Xuân á thì anh thấy lúc mà mới vô đó, em mới vô thì anh thấy cũng bình thường. Nhưng mà sau quá trình thì anh thấy Xuân trao đổi rất là nhiều và nói chung là khá là ồn ào. Bây giờ em mới nghĩ là cần phải có sự thay đổi. Qua quá trình mà tiếp xúc rồi cuộc sống thì anh cũng nhận thấy là ví dụ như em đôi lúc ví dụ như cần vui vẻ hơn nào, nhưng mà đôi lúc mình cần một chút giả sử như là một cái gì im lặng để mà nhìn nhận mọi người, nhìn cuộc sống như thế nào đó. Tức là anh khuyên em nên lắng nghe thêm tí nữa. Trời ơi, anh làm em cảm thấy vui, thấy hạnh phúc quá. Thực sự lần này em thấy Xuân khá là bất ngờ, em hơi bất ngờ. Về quan điểm nghĩ cho Xuân thì em nghĩ là Xuân như vậy thì em nghĩ là nó sẽ thích hợp hơn.
khi mà Xuân có người yêu, để tìm một người yêu thì Xuân như thế này sẽ phù hợp hơn. Cô gái Xuân trước đây thì như thế nào? Trước đây đối với em Xuân là một người để làm bạn. Chính xác, để làm bạn và để làm cái gì đó, một cái nhóm rất là vui vẻ, có một cái người gọi là khuấy động không khí, có một người là gắn kết tất cả các thành viên để mà tạo ra một cái nhóm nó sôi động và gắn kết hơn. Ví dụ như em đi tìm một người yêu, có chờ đợi cô gái hỏi về mình nhiều hơn? Đó là điều rất quan trọng. Đàn ông sẽ rất muốn phụ nữ hỏi về mình để họ có cái trò chia sẻ, để họ đôi khi họ muốn là người mình yêu hiểu mình nữa. Em cho rằng là Xuân của ngày hôm nay đã sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc và dẫn đến thậm chí là hôn nhân chưa? Em thấy được khoảng 80%. Có nghĩa là em rất lạc quan đó. Nếu Xuân có một cái sự gọi là chia sẻ câu chuyện ở đây, nó mang tính gọi là trưởng thành hay là sâu sắc hay tình cảm hơn. Rất cảm ơn em. Rất là tôn trọng điều đó. Cảm ơn chị. Khi mà được trao đổi với nam giới một cách trực tiếp như thế này là Miu học được nhiều lắm, ngay cả Miu mà vẫn còn học. Ví dụ như là khi mà nói chuyện với cái người bạn trai mà hẹn hò với lại Xuân lần này, thì khi người đàn ông cởi mở, khi mà cho phép họ cởi mở, họ dạy tụi tôi được rất là nhiều thứ. Ví dụ như bạn đó dạy cho tôi biết là phải để cho người đàn ông nói, thế là hôm nay tôi để cho anh Trương nói hết. Tôi rất tâm đắc với điều Thúy Miu vừa nói. Đôi khi chúng ta phải cho đàn ông một cơ hội để nói, để thể hiện mình nhiều hơn nữa. Và chúng ta sẽ hy vọng là cô gái của chúng ta đã trưởng thành hơn, đã từng bước xỏ đôi chân của mình vào đôi giày cao gót và tìm kiếm một cuộc tình ưng ý. Và nếu quý vị cũng có những đoạn đường khó đi qua, những đôi giày tưởng như là trông chân khó đứng và cần một điểm tựa, hãy giang tay ra và tựa vào chúng tôi với chương trình Không Thể Không Đẹp. Đến với địa chỉ không thể không đẹp amoc.vtv.vn hoặc website www.khongthekhongdep.vtv.vn. Và bây giờ Trác Thúy Miu, Trương Đặng xin chào và hẹn gặp lại.